Xin chào tất cả quý vị và các bạn thân mến. Hiện tại mình đang có mặt tại chùa Long Hoa Tự, tọa lạc tại số 360 Bến Bình Đông, phường 15, quận 8. Và ngôi chùa này do một thầy trụ trì là thầy Thích Siêu Trần xây dựng vào năm 1958 với một kiến trúc chùa cổ Trung Hoa rất là đẹp. Quý vị nhìn thấy. Và đây là cổng tam quan thứ hai tại chùa Long Hoa Tự. Quý vị nhìn thấy thì nét đẹp rất là cổ. Rất đẹp, một kiến trúc của người Hoa. Chúng ta vào đây, chúng ta gửi xe máy tại khuôn viên này và chúng ta tiến vào bên trong. Phía trước đó chính là Bồ Tát Di Lạc. Quý vị nhìn thấy đây là Bồ Tát Di Lạc với một nụ cười rất là hoan hỷ để nhắc chúng ta bằng hãy buông xả tất cả những nỗi buồn khi đến với chùa Long Tự này. Bây giờ thì mình sẽ đi vào bên trong để ghi hình và chia sẻ lại toàn cảnh khuôn viên tại ngôi chùa Long Tự tại Bến Bình Đông này, rất là đẹp. Và ngôi chùa này với một kiến trúc là hai màu, đó là màu đỏ và màu vàng. Quý vị đây nhìn thấy đây là con đường dẫn vào chánh điện. Ngôi chùa này rất là đẹp vì màu sắc chủ đạo đó chính là màu vàng và màu đỏ, tô lên vẻ đẹp cho ngôi chùa Long Hoa Tự này. Và bây giờ mình sẽ đi lên trên. Và khi đi lên trên bên trái, quý vị nhìn thấy đầu tiên đó chính là một tháp thờ. Phía trong thờ là Đạt Ma Sư Tổ và các vị tổ tại chùa Long Cổ Tự này. Cây xà la rất là đẹp. Và phía dưới đó chính là quán ăn chay tại chùa Long Tự. Quý vị đã nhìn thấy đây là nơi thờ Già Lam Hộ Pháp, một vị hộ pháp để bảo vệ nơi chánh điện tại chùa Long Cổ Tự. Ở bên trong thì có Tứ Đại Thiên Vương rất là trang nghiêm và rất là đẹp. Và bây giờ mình sẽ đi ra ngoài và qua bên chánh điện tại chùa Long Hoa Tự. Chùa rất là đẹp. Ở phía dưới thì nhìn thấy đó chính là nơi bán nhang đèn khi đến trước chùa Long Tự này. Và bây giờ thì mình sẽ đi qua bên Đại Phụng Bảo Điện, nơi thờ Phật Thích Ca đứng có chiều cao 3m, rất là đẹp và rất là trang nghiêm. Đến với chánh điện thì chúng ta sẽ lấy nhang tại nơi này, một người lấy nhang và chúng ta dâng lên cho Đức Phật. Bây giờ thì mình sẽ vào chánh điện để chia sẻ lại cho tất cả quý vị cùng xem nha. Cái điện rất đẹp. Và phía trong chánh điện thì có thờ Đức Phật Thích Ca và hai bên thì có Phổ Hiền Pháp và Pháp Hồ Sư Lợi Bồ Tát. Bây giờ mình đi lên này.
nhiều nhang được phơi tại nơi này. Và đây là điện thờ Đức Phật Dược Sư với 3.000 tượng Phật Dược Sư. Phía trước chánh điện rất nhiều cây rất là đẹp. Và đây là chánh điện tại chùa Long Hoa, nơi thờ Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai và với 3.000 tượng Phật Dược Sư. Và bây giờ mình sẽ đi vào bên trong. Vì nhìn thấy đây là Đức Phật Dược Sư và hai bên là Nhật Quang Miếng Chiếu và Nguyệt Quang Miếng Chiếu. Chánh điện này nhìn rất là đẹp và rất là trang nghiêm. Và hai bên thì có các vị La Hán, 18 vị La Hán. Và xung quanh bốn bức tượng thì có 4.000 tượng Phật Dược Sư, rất là đẹp. Đây là tượng Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Chúng ta đến đây để cầu cho Đức Phật Dược Sư phù hộ chúng ta hết bệnh tật khổ đau trong cuộc sống. Trung Hoa với chủ đạo là màu vàng và màu đỏ rất là đẹp. Đây là toàn cảnh tại ngôi chùa Long Hoa Tự. Và xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Và xin chào và hẹn gặp lại.